chào các bạn đến với kênh của mình Hôm nay mình sẽ nói về cách để chúng ta xử lý phương trình logarithm theo bất đẳng thức Thì trước khi bắt đầu video bạn nhấn ngay nút đăng ký cho mình Bởi vì bài hôm nay là một bài siêu hay luôn đấy Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu Đây mình sẽ ghi tựa bài Giải phương trình Loga theo bất đẳng thức rồi, thì giả sử mình có một cái phương trình logarit như thế này Mình ví dụ đi Log A của B bình Cộng với lại 3B cộng với lại 4 chẳng hạn như thế này đi Rồi mình cộng với lại một cái biểu thức đằng sau như là log A chia cho B chẳng hạn Ở đây là B bình chẳng hạn đi Rồi Thì để giải phương trình này bằng 0 Thì nếu như nó có hai log như thế này thôi thì rất là đơn giản Tuy nhiên chẳng như nó còn một cái lượng nào đó nữa Thì mình sẽ định nhận xét ở đây như sau Chính là gì? cái này biểu thức biểu thức đằng sau thì mình có thể đưa về biểu thức theo log a và b cái là nó sẽ theo một cái mình gọi là biểu thức chứa chứa ẩn là log a b như thế này rồi thì bây giờ mình sẽ nghĩ đến việc là mình sẽ đưa cái biểu thức đầu tiên cho theo ảnh log AB luôn thì bạn nhận xét cho mình như sau thì cái phương trình bên trong thì thường nó sẽ là một cái phương trình bậc 2 bậc 3, bậc 4 vân vân thì mình sẽ chứng minh được cái này luôn bé nó bằng hoặc lớn hơn hoặc bằng ta tùy vào thuộc vào nó một cái biểu thức theo b mũ k đây b mũ k ví dụ thì mình có thể chứng minh nó phải bé hơn bằng b mũ 3 chẳng hạn hay là b mũ 4 vân vân vì sao tại sao ta phải chứng minh như vậy bởi vì log a của b mũ k chỉ là bằng k lần log a và b log a của b thì đến đây thì nó thấy nó giống nhau thì đây mình mới khảo sát được hàm số cho nên các bạn lưu ý cho mình đó chính là chúng ta sẽ chứng minh nó bé lòng b mũ k dựa vào cái điều kiện bài toán cho của b thì ta có thể chứng minh nó được bé bằng b mũ ba b mũ bốn b mũ năm với mọi b thỏa theo yêu cầu bài toán nó nôm na thì cái lý thuyết thì nó khá phức tạp như vậy bây giờ mình sẽ đếm đến với một số bài tập áp dụng Rồi bây giờ mình sẽ đến với ví dụ đầu tiên Thì thoạt đầu bạn nhìn thấy nó có các ảnh như là BC, là ảnh A, rồi ảnh C, rồi vân vân Thì nhìn nó khá là phức tạp Thì trước hết là mình sẽ biến đổi trước mình sẽ cho mình cái này chúng ta không thể nào giải theo một cái phương trình bình thường được Mà chúng nó phải biến đổi như sau Sau đó phương trình ở trên đó là sao Thì bạn nhận xét cho mình đó chính là log bình phương của A BC ở đây thì cái này là không đụng được bởi vì bình phương nó bên ngoài rồi chúng ta không làm được gì nó rồi bây giờ mình sẽ cộng cho ở đằng sau có b mũ 3 nhân c mũ 3 cộng bc chia 4 tất cả bình phương mình đưa cái số 2 lần trước hai lần log a của b mũ 3 c mũ 3 cộng bc chia cho 4 đây rồi mình cộng với lại 4 cộng với lại căn nợ 2 của 9 trừ c bình đây bằng 0 rồi thì mình nghĩ đến việc bây giờ dự sử dụng cái kiến thức mình đã nói như lúc trước mình sẽ chứng minh được cái này luôn lớn hợp với trái luôn lớn hơn bằng không thì dấu bằng nó phải xảy ra thôi rồi bây giờ ở đây là có log a theo bc thì mình nghĩ đến việc mình cũng đưa cái này theo ẩn bc nghĩa là sao mình cũng đưa cái này về ẩn bc thì khi đó ta mới những nhận thức được nên chúng ta có nhận xét như sau đó chính là b mũ ba c mũ ba cộng với lại bc chi cho 4 thì bây giờ để đưa về một cái hằng thức nghĩa là góc bình A của BC và ở đây có cộng 4 nữa thì mình nghĩ ngay đến việc phải chứng minh làm sao cái bên trong đây, cái lượng bên trong này thì nó phải lớn hơn hoặc bằng B bình phương ở đây, BC bình phương. Biết tại sao không? Tại sao chúng ta phải chứng minh nó lớn hơn bằng BC bình phương? Bởi vì khi mà chúng ta lấy BC bình phương thì ta sẽ đưa số 2 này trước thành là 4 lần log A thì khi vậy ta mới viết được thành một cái hằng thức. Là sao bây giờ mình sẽ chứng minh cái này lớn hơn bằng B bình C bình với mọi BC dương thì ta phải chứng minh như thế này thì để chứng minh cái này thì rất là dễ cho sẽ đưa về một vế BC tất cả mũ 3 trừ BC tất cả bình phương cộng 1 phần tư BC lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi BC dương rồi thì bây giờ bây giờ mình đặt BC nhân tử chung còn là BC bình trừ BC cộng 1 phần 4 cây rất là đẹp thì cái đằng sau đây chính là bằng BC trừ 1 phần 2 tất cả bình phương thì là lớn, lớn hơn bằng 0 với mọi BC thì cái này là luôn đúng luôn đúng với mọi BC vuông vậy thì mình đã chứng minh được cái này lỡ. cái bên trong cái lõi của nó lớn bằng BC bình phương để vế trái nó sẽ lớn hơn nó bằng cái gì lót bình ABC ở đây mình để yên cái đằng sau BC bình đưa số 2 xuống là 4 lần lót ABC cộng với lại 4 cộng với lại căn bậc 2 9 trừ C bình cái này bằng 0 rất là đẹp thì với bên trái này thì nó luôn lớn bằng cái này và cái này luôn lớn hơn nó bằng 0 và vì sao cái đằng sau chính là bằng log A của BC tất cả cộng với lại 2 tất cả bình phương cộng với lại căn của 9 trừ C bình nó luôn lớn bằng 0 thì bây giờ dấu bằng phải xảy ra tức là sao mình tiếp tục ở đây dấu bằng phải xảy ra tức là điều gì như ở đây, dấu bằng phải xe tức là gì? 9 trừ C bình phải bằng 0. Và đồng thời, log A của BC nó phải bằng trừ 2. Dấu bằng nó phải xảy ra. Rồi bây giờ, đương với lại. C phải bằng 3, bởi vì C phải dương. A, B, C dương rồi. Còn ở đây, B nhân C sẽ bằng A mũ trừ 2. Chính là bằng 1 chi A bình phương. Và bạn để ý cho mình dấu bằng ở đây dấu bằng ở đó dấu bằng xảy ra thì dấu bằng chỗ này cũng phải xảy ra tức là sao và dấu bằng ở chỗ này cũng phải xảy ra tức là sao BC phải bằng 1 phần 2 đây đây là BC trừ 1 phần 2 tất cả bình phương nó phải bằng 0 tức là gì mình thiếu đây nữa và BC phải bằng 1 phần 2 thì cái này bằng 1 phần 2 vậy ta sẽ suy ra được đó chính là gì ta sẽ suy ra được là C thì bằng 3 rồi A thì bằng căn 2 A thì bằng căn 2 còn B thì sẽ bằng 1 phần 6 A thì phải bằng 3 B, B bằng 1 phần 6 và A bằng cánh 2 Thì suy ra được là A cộng 3B cộng 2C chính là bằng cánh 2 cộng 1 phần 2 cộng với 6 thì nó khoảng thì nó khoảng xấp xỉ là 7,91 Đáp án chính xác ở đây chính là phương án A Các bạn thấy chúng ta phải nhận xét được là cái bên trong đây nó phải luôn lớn hơn bằng BC tất cả bình phương với mọi BC vuông cho nó dùng lần thức thì ta có thể giải ra được là dấu bằng nó phải xảy ra bây giờ mình sẽ tiếp tục bây giờ mình sẽ đến với câu tiếp theo thì câu này có vẻ khó hơn câu trước thì mình nhìn thấy cái này thì mình nghĩ ngay đó chính là mình sẽ chứng minh là b bình cộng 9b trừ đi 9 nó phải lớn hơn bằng một cái b mũ nào đó chén không phải b mũ hai rồi mình nghĩ ngay nó chứng minh nó lớn bằng b mũ 3 chẳng hạn hay là b mũ tư rồi bây giờ mình thử như sau chính là mình sẽ chứng minh cái b bình cộng 9b trừ đi 9 mình muốn chứng minh cái này đang là dấu giá trị nhỏ nhất phải lớn nó bằng b mũ 3 chẳng hạn có máy tính mình ở đây bây giờ mình phải kiểm tra xem nó bấm đúng hay sai các bạn chuyển bấm như mình như sau mod shift a bất phương trình bậc 3 cái này là mình cho cái này là lớn hơn không đi chẳng hạn lớn hơn không trừ b mũ 3 cộng b bình 9 b trừ đi 9 thì bạn thấy nó chỉ xảy ra khi nào khi x bé hơn 3 hoặc là uh, 1 bé hơn x và x bé hơn 3 thì như bạn thấy cái này y chang như cái yêu cầu bài toán luôn tức là sao tại mình sẽ đưa ra kết luận được cái này là luôn đúng luôn đúng với mọi b thuộc trong khoảng từ 1 bé hơn b bé nào bằng 3 đây thì mình đã chứng minh được một cái điều cực kỳ quan trọng bây giờ mình sẽ suy ra được p sẽ lớn hơn bằng cái gì 4 lần lót a của đây là mình đã ghi lại là b mũ 3 thấy khi bằng b mũ 3 thôi cộng 16 phần 9 bây giờ nó đã có dạng của lót ab rồi mình sẽ đưa cái đằng sau theo lót ab tức là gì là nó sẽ là bằng cái đằng sau là một chia cho mình đảo ngược con số lại log bình của a chi cho a uh, của a đây là b chi cho a như thế này rồi bây giờ mình truyền đảo cái log của log b chi a của a thành một chi cho log a của b chi a mình thông bình phương lên rồi cái chính là bằng 43 là 12 lần log a 12 lần log ab mình đặt thành một cái nhóm log ab là một cái nhóm một cái nhân tử riêng cộng cho 16 phần 9 mình để yên một chi cho cái này chính là bằng log AB trừ đi 1 tất cả bình phương. Đây. Rồi, thì mình đã đưa nó theo phương trình, đưa nó về phương trình có ẩn là log AB. Thì mình sẽ đặt đây chính là đặt log AB bằng T. Đây mình sẽ đặt log AB bằng T thì sẽ ra được là P sẽ lớn hơn bằng FT. Chính là bằng 12T cộng cho 16 chia cho 9 nhân cho T trừ 1 tất cả bình phương. Thì bây giờ mình cần xác định cái điều kiện của t nữa thì chúng ta mới có thể tiếp tục thì bạn nhận xét cho mình ở đây đó chính là một bé hơn a a bé hơn b bé hơn bằng 3 bây giờ do a đã là một cái số dương lớn hơn một mình sẽ lấy log a của hai vế tức là sao mình chỉ lấy cái đằng sau đây thôi đó chính là gì log a của a log a của a là một sẽ bé hơn log a của b thay điều kiện là t phải lớn hơn một đây chính là điều kiện cực kỳ quan trọng là t phải lớn hơn 1. Đây như thế này. Rồi mình đã có cái hàm số như thế này. Mình chỉ cần tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức này với điều kiện là t lớn hơn 1 nữa là xong. đến đây thì mình có thể sử dụng bất đẳng thức Cauchy để làm cho nhanh. Chúng ta có thể khảo sát hàm số máy tính Casio cũng được. Thì mình thích những bất đẳng thức Cauchy hơn ở chỗ này. Bây giờ mình sẽ chứng minh như sau. Ft chính là bằng, bằng mẫu có t 1 tất cả bình phương thì mình sẽ tách ra. Đó chính là 6 lần t 1 cộng với 6 lần t 1 thế này mình cộng cho 16 chia cho 9 lần t chữ 1 tất cả bình phương cái này là 12 t 12 mình phải cộng thêm 12 vào đây nữa cho nó tròn rồi ở à, dưới thức cô cho 3 số đầu đó bằng 3 lần k mật 3 của 6 x 6 x 16 x 9 đây và cái còn t 1 x t chữ 1 x t chữ 1 tất cả bình phương này nó rút gọn với nhau rồi cộng với 12 Đấy, máy tính mình bấm được cái này bằng 24 thì suy ra được là P sẽ lớn hơn bằng 24 thì mình xin được là đáp án chính xác đây chính chắn chính là phương án B thì có yếu bằng sẽ ra khi t 1 6 t 1 sẽ bằng 16 phần 9 t chữ tất cả bình phương thì bạn có thể kiểm tra lại thì cái giá trị dấu bằng xảy ra thì cái t này đã, đã lớn hơn một rồi các bạn thấy thì bài này một bài không khó nó chỉ khó là chỗ mặt phải đánh giá được là b bình cộng 9b trừ đi 9 lớn bằng b mũ 3 với mọi b trong khoảng từ trừ 3 cho đến 3 rồi và đồng thời đến chỗ này thì mình có thể khảo sát hàm số hoặc mình có thể dùng sử dụng mất hàm thức cô si thì sẽ nhanh hơn và nó cũng chính xác hơn nữa nó cảm ơn đã xem và thấy video của mình hay và hấp dẫn đừng quên đăng ký like và chia sẻ với này cho bạn em của bạn cùng xem ngay nhé tạm biệt các bạn